Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa làm việc với Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường tỉnh về tình hình bình ổn và bảo đảm chất lượng hàng hóa Tết Nhâm dần 2022. Từ báo cáo của Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và thực tế khảo sát tại các siêu thị chợ truyền thống, các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đảm bảo cung ứng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết nhâm dần. Tuy nhiên, đoàn cũng đề nghị hai đơn vị có biện pháp để giải quyết căn cơ một số hạn chế như giá thịt heo tại chợ còn bị động, chất lượng hàng hóa tại phiên bán hàng lưu động chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa kết hợp nhiều kênh tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hàng hóa. Đặc biệt năm nay, do dịch bệnh COVID-19, mặt hàng thuốc được tiêu thụ mạnh. Cục Quản lý Thị trường cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở bán thuốc nhằm bảo vệ quyền lợi sức khỏe người dân. Năm nay, Bình Dương dự trữ hàng hóa với tổng giá trị hơn 5.600 tỷ đồng, chưa tính xăng dầu, thuốc, vật tư y tế, tăng 18,5% so với năm 2021. Có 14 đơn vị đăng ký tham gia bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa ổn định, sức mua của người dân tăng cao.